Hello. Chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là sunita đây. Và chúng ta đến với tập mới nào các bạn ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của cái... ...của cái event Mejai rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng vào và đi lấy cái gọi là gì ta? Lấy cái uh, con rồng Cyclone Genie các bạn ạ. Và kèm theo đó là cái gì nữa ha? Kèm theo đó là Rival global token. Ok, được uh, thu thêm được ít trái cây các bạn ạ. Nhà Nick có uh, rồng và bay hay là titan đồ thì cũng thu được uh, một ít trái cây. Ngày cũng thu uh, khoảng hai lần thì cũng được tầm 500 mấy các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ đi con này nha. để con này để chúng ta lấy cái lấy cái gì ta? Lấy cái Rival Token <laughs> Cứ nghĩ đến cái đó hoài bạn Mà nó cứ chập trần chập trần Không nhớ là lấy cái gì Rồi hai mảnh của con Boisonous Dragon Con rồng đó có thể Các bạn có thể like được nha Boisonous đã like rồng Lê gần một hệ với một hệ Thì có khả năng ra Rồi ngon nè Snapper một lần 20 mảnh luôn các bạn ạ à. Rồi rương L Có mở đây được con rồng Lê gần nào không đây được trái cây các bạn ạ, 200 ngàn bạn trăm ngàn nữa là 300 ngàn rồi ạ à. tập này thì Tập này thì mình sẽ ra trúng cái ngày à, Buổi sáng của cái ngày mà Xuất hiện cuộc đua nha nhớ bạn à, Nên là chiều nữa mà mình có cơ hội Chiều nữa mà mình có rảnh thì lúc 5 giờ mình sẽ vào game Rồi và đua cuộc đua Heroic và mình quay luôn Cho các bạn xem ha à, tại cái này thì là tập buổi sáng rồi buổi sáng mà mình bây giờ mình chỉ cho bạn một số cái mèo để đua đua heritage thì không biết thì có kịp hay không mà mình cũng chỉ nha bạn cũng những cái mèo đua heritage thì mình nghĩ là bạn nào mà chơi lâu thì chắc chắn là biết hết những mèo rồi tại vì cuộc đua heritage thì tháng nào cũng có cả còn bạn nào mà mới mới chơi hoặc là chưa biết mèo thì thì xem nha rồi ok trăm hai cái được 120 rồi 10 gốc cỏ epic rồi 400 rưỡi các bạn ạ, à. hôm nay được có 400 rưỡi à, chứ không phải được là là match xl là, là 400 rưỡi thôi các bạn ạ, à. 10 gốc cỏ legend, rương hát này, rương này có thể chứa herus các bạn, black sheet rồi được một triệu trái cây. Ồ, oh, một quả một quả gì đây Ồ, oh, ba mảnh co crystal luôn các bạn ba mảnh là hình như là hơn đấy đúng không hơn thì nó mở được x3 các bạn ạ rồi x1 spirit crystal Ồ, oh, vậy thì đợi đợt con lần tiếp theo thì mình có thể thu được rồi hoặc là đánh west à, quảng cáo này đây quảng cáo nữa nè các bạn thoải mái thôi lấy luôn đây mình đánh cái west đây đánh cái West lấy thêm con con và lấy con đó các bạn ạ ừ, cho con này, cho con khi để họ liền răng tiếp nha các bạn con này heroist mà mới răng B trừ thôi luyện nó dần dần các bạn ạ máy trận như thế này đi mình đánh thì nó liền lên cũng lên được răng cho giờ mà lên level cao rồi thì liền răng chỉ có mỗi cái siêu uh, chiến với bạn bè liền thôi ở trong này đánh được vài trận các bạn còn mà đem đi đấu trường hay là đem đi lên thì hơi khó mình mình theo thói quen định quyết các bạn mà sực nhớ lại là này đang đánh quyết rồi sáu trăm rồi rồi ok lấy luôn rồi lấy được con rồng lấy gần nhá size với khoảng 6.000 6, ,000, 6 ,000 mấy trăm con đó và thêm uh, chắc cũng được tầm 500 nhỉ 500 cái cái này 500 cái này vậy thì tức là mình còn thiếu bao nhiêu nhỉ 4002 4002 mỗi lần 500 8 lần 8 lần cái sự kiện như thế nữa mà 8 lần sự kiện như thế nữa thì chắc là 8 tháng các bạn ạ à. Oh một một tháng ra một lần thì 8 tháng Đợi 8 tháng và mới nâng được cái này lên level level 6 8 tháng mới level 6 và sau đó thì phải đợi tiếp nữa mới lên được level 7 level 7 là để 25 con luôn các bạn chơi sướng luôn rồi chúng ta vào đổ qua à, ha một cái này rồi được 5 5 dốc cỏ à, ốp của Titan 5 pha lam Rồi 5 pha lam ngồi tính ra bạn nào mà đổi dần dần mấy cái này thì chắc là mấy con này cũng có được rồi Mấy con pha lam Titan và tên Titan chắc cũng xâm được luôn rồi các bạn ạ à. à, Sắp đến thì mình nghe đồn là bộ Vampire sẽ xuất hiện nha bạn tức là cả những cái con rồng vampire thì nó sẽ cho trong những cái phần quà cho trong cái bộ collection như thế này. Và lúc đó thì về mai các bạn lấy thoải mái thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ xem quảng cáo một tí nha các bạn. Các bạn đợi tí mình sẽ kết thúc ngồi xem quảng cáo một xíu nha. Rồi, ok các bạn ạ, à, mình xem xong quảng cáo rồi đây. Chúng ta lấy cái này. Được 10 ốp con ai Titan các bạn ạ. À. Rồi còn phía sau là trái cây thôi. Mai xem được nữa lấy trái cây là ok. Rồi thì về cuộc đua Heroic và chiều mai ra thì ở đây thì sẽ có một số nhiệm vụ mà các bạn cần làm đó là lai rồng ấp trứng cho rồng ăn thu vàng thu hoạch trái cây đó, đó là rồi đánh language đánh language và đánh cái file ở trong ở trong cái cuộc đua Heroic nữa tổng cộng là tất cả nhiệm vụ đó thì đối với là đối với cái dễ nhất là vàng ấy đối với thu vàng thì các bạn xây bạn xây khoảng 10 nhà hoặc là hơn 10 nhà càng tốt 10 nhà 10 nhà mà nhà đất level 1 này, habitat level 1 này các bạn và các bạn cho hai con rồng vào thì mình thì mình đầu tư mấy con rồng đất còn các bạn nếu mà có đầu tư xịn hơn nữa thì cho mấy con rồng Vr hoặc là herois vào cũng được cho nó vào để nó làm làm vàng cho nó nhanh nha các bạn thì cái đó thu item cho nó nhanh rồi còn trái cây còn trái cây thì các bạn cứ trồng những cái loại trái cây mà là thuộc dạng mà cái thời gian là trẻ nhất thời gian là nhanh nhất á mình xin lỗi nhầm thời gian nhanh nhất các bạn ạ đây cái này này 28 28 giây thôi Đó, các bạn trồng như thế thì dẫn dẫn đến là việc thu hoạch trái cây nó cũng dễ các bạn đừng có trồng trái cây mà nhiều giờ thì nó nó đến nhiệm vụ mà làm canh quá thì làm không có xong đâu nha À, mình chưa cho con nào đi trên nữa chứ đây cho con sầu riêng đi trên đây rồi đó là về phần cái gì ta về phần vàng rồi trái cây rồi tiếp theo là cho rồng ăn cho rồng ăn thì các bạn áp những con rồng đất level 1 ra trang lên level 15 sau đó bán đi để lấy item tìm con bọ là xong à, về cho rồng ăn còn về lai like rồng thì các bạn cứ lai like rồng đất với rồng đất ấp trứng thì ấp rồng đất với rồng đất này cứ ấp ra như thế này cho đến khi nào mà nó lên item thì thôi và khi các bạn chơi thì các bạn nên nhớ là nhớ xem cái xem gì ta các bạn nên nhớ là xem cái linh hồi bút nha linh hồi bút linh hồi bút thì à để mình chỉ luôn rồi mình áp con này ra cái đó các bạn ạ sau đó mình sẽ chỉ các bạn linh hồi bút luôn nha Sender Dragon Yes, bạn có thích tự game Dragon City không? Tất nhiên là có rồi Rồi mình đang uh, trong quá trình up một vài con VR ra các bạn ạ, để cho nó... Um, cho nó hoàn thành cái nhiệm vụ để lấy cái con rồng Mastery Dragon, một con rồng Legend mà mình khá là thích Nó có ba quả cầu bay xung quanh xung quanh, cái tay khá là đẹp các bạn ạ Ok, cho nó lên level 15 thôi Con này là lâu đài cát thì phải rồi thêm một rồng vào đảo ánh sáng kỳ vàng thôi các bạn ạ. Rồi cho con Holly ra luôn. Ok, hatching con Holly này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sum tiếp. Đây, con train mutation này đi, con này trong đấu trường này. Đấy, rồi. Thêm một chú nữa. Này, đây, đây là ấp trứng nha, và ấp thì các bạn phải ấp ra mới được nha các bạn, các bạn sell là không được đâu nha. Rồi về lai rồng thì cứ lai đất và đất như thế này Các bạn để cho cái nhà ấp trứng của bạn dư bê slot nha các bạn Dư bê slot thì làm việc cho nó nhanh Và các bạn cố gắng di chuyển hết những cái nhà mà ấp Nhà ấp và nhà lai quay chung một đảo Để làm cho nó nó thuận tiện cho việc làm Thuận tiện cho việc là cày cho nó nhanh di chuyển hết nó quay một đảo này, này Để như mình như thế này không để hoặc là các bạn có thể để chỗ này cũng được cái khu vực này này để khu vực này này cho nó đẹp để khu vực này cho nó nó nhanh hơn còn mình thì mình để thế này tại vì mình đảo mình mình cố gắng để lại một vài cục đá với một vài cái cây như thế này cho nó đẹp các bạn lại không đảo này nhìn nó hoang sơ không rồi ok rồi và đó là phần của kia và linh hồ bút chúng ta đi xem luôn ha rồi đây các bạn ạ mình đang ở trang delete.com chúng ta đi xem cái linh hồ bút của cái cuộc đua Harris ngày mai luôn ngày mai lắp một này lại thu hoạch item con bò nè bạn thì các bạn thu không cần đợi thời gian hồi bút các bạn thấy no minimum là tự hiểu nha không cần đợi này rồi ví dụ như cái này lắp một nút 4 thì khi thu item con bò các bạn sẽ thấy là bút là 5 và number là 6 tức là ở đây các bạn có thể thu một lần một liền một mạch được năm item và item thứ còn lại một item nữa thì các bạn phải đợi thời gian là 5 phút cho một item và tổng thời gian đợi là tốn 5 phút đó, tương tự tiếp theo cái này cái này là đánh hai trận và các bạn phải đợi 15 phút sau các bạn mới đánh được một trận tiếp theo rồi tương tự như thế thì các bạn sẽ chuyển qua lớp 2 lớp 2 để cần làm gì đó cần làm gì đó Đấy, ví dụ như cần lai rồng nè cái này thì các bạn sẽ xem được 8 trên 10 8 trên 10 rồi các bạn cài đồng hồ 38 phút sau và đánh tiếp thì cứ như thế thì các bạn canh cho nó chuẩn và như thế thì bạn đua Harris nó sẽ nhanh hơn và đồng thời thì các bạn cũng nên chú ý cái language batter này Cái này tức là đánh language cái các bạn Thì các bạn coi nè 1 x 1 nè Và thì ở đây nếu mà các bạn để dành 1 x 1 qua tới cái này là 2 x -2, 2, 2 Tức là các bạn sẽ có 3 trận language Các bạn đánh đánh hết 3 trận Sau đó các bạn phải đợi 6 tiếng Thì các bạn mới đánh được language nữa đó, Phải đợi 6 tiếng các bạn ạ Tức là qua lớp 4 Qua lớp 4 tới cái chỗ này Thì chúng ta phải đợi Bắt đợi 6 tiếng rồi Đúng không? Đợi 6 tiếng rồi các bạn ạ Và như thế thì Uh, nếu mà các bạn để dành 6 trận thì các bạn có thể chạy một mạch lên tới lớp 4 luôn chạy một mạch lên tới lớp 4 luôn tức là chiều mai thì mình sẽ để dành 6 trận English để cho đánh để đua Harris cho nó đẻ các bạn ạ à. đến cái lúc này thì game skip này lúc này game skip một trận là cũng tốn tốn khá là ít game các bạn ạ nếu bạn nào muốn đua nhanh á, thì những cái lát thấp thấp ở dưới thì các bạn nên game skip đây ví dụ như cái này này ví dụ như cái nào ha. À cái này thì game skip tốn hơi nhiều nè các bạn. À, game game skip cái đó tốn hơi nhiều rồi. Cái này game skip cái này tới ba item cái này hai item thiếu á, là game skip tốn hơi nhiều. À, về sau có những cái lát mà nó tốn chỉ có một nó bắt các bạn đợi một item thôi. Đây ví dụ như lab 7 nút 3 này. Lab 7 nút 3 thì các bạn thu được 7/8 item rồi và sau đó đợi 30 phút đợi 30 phút thì các bạn dùng game skip luôn qua cho nó nhanh này game skip nó có tác dụng mạnh là chỗ đó thôi để ví dụ như lắp này này lắp này thì nên dùng vòng quay vòng quay để chúng ta quay quay xong rồi là mới game skip còn không thì thôi đợi một tiếng 48 phút cũng được này đợi cũng tầm 2 tiếng nhé mấy 54 là 54 phút cho một item này thì các bạn có thể bấm máy là à cái này hai mà cái này là quay nè quay vòng quay nếu mà ra một item mà nó cộng vô ở đây á thì game skip luôn còn nếu mà nó cộng vô cái này á, thì không game skip rồi Ok chúng ta quay lại game ha Ôi, okay, quay lại game xem màn hình đen đen này rồi xong rồi ok và bây giờ mình đi lấy cái phần quà của đấu trường nha các bạn đây language language giờ mình đánh 3 trận là để dành tới mai mới đánh luôn mai có đôi Harris rồi đánh tiếp các bạn ạ Ok nó chiến nè hôm nay thì language đợi 6 tiếng hồi một lần nhớ bạn Người Mấy cái này nhanh thôi con này thì phải dùng khách hệ nó đi mới nhanh các bạn ạ bờ 1 205k gắt sau này là còn 6 trận, 6 trận là mai lên là ok. Để mai nếu mà mình rảnh, chiều mai 5 giờ mình rảnh thì mình sẽ quay quay video mình chạy một lần lên tới lớp 4 luôn cho các bạn xem. Đó. Này đua Harris thì các bạn cố gắng đạt được top 1 và phải trên lớp 5 nha các bạn. Trên lớp 5 thì các bạn mới nhận được quà, chứ còn không thôi là các bạn không nhận được quà đâu. Lớp 5 trở lên thì mới nhận được quà, và phải top 1 thì mới nhận được con heroist cứ như thế thì bạn đua bạn nào mà nick level thấp thì sẽ gặp những cái người chơi yếu hơn tức là những người đó có thể là không chơi luôn ấy các bạn thì các bạn cũng có thể đua heroist nó dễ hơn còn mình như level cao này thì chắc là sẽ gặp những đối thủ này những đối thủ mạnh nè các bạn và đối thủ mạnh nếu mà mình không đạt được top 1 thì mình phải lên được lap 15 thì mới nhận được con heroist và các cái phần quà trong đua heroist nó cũng khá là hấp dẫn các bạn nên là các bạn lên lap càng cao thì càng tốt nha lên lớp 19 là có con có quả trứng titan mà nay titan cho nhiều quá nhỉ nếu mà giờ lên lớp 9 mà lên lớp 19 mà đổi qua quả trứng bay thì ngon ok này chiến uh, chiến siêu nữa cho mình lấy cái rương luôn nha lấy cái rương này nhanh lắm thoải mái uh, 6 ai tem rồi 6 sáu uh, thì mình đánh bao nhiêu nhỉ Đánh mấy trận 6 20 trừ 6 là còn 14 14 nhỉ phải đánh 5 trận các bạn ạ à. đánh 5 trận ok rồi một trận Ủa sao nó tự chọn rồng mấy rồng mạnh không vậy ta À, có khi mình vừa mới hạ răng đó ta có phải hạ răng các bạn mới có 9.500 mà hạ răng gì ta Hồi nãy mình không để ý chơi lắm thường thì sau khi quýt thì ít khi nó tự chọn đội hình lại lắm tự chọn đội hình khi mà mình rớt răng thôi mình chuyển xuống răng dưới thôi đúng rồi đang ở răng lê gần một các bạn ạ à. hàng chi mình hạ hạ từ lê gần hai xuống lê gần một rồi này Rồi răng này thì cả được thằng thần chiến tranh gánh tem Hai Devastation của mình các bạn hồi tốn cả mình Rất là nhiều game đấy Mà nó mới level có 50 các bạn, tội nó Chưa chưa lên nổi 70 nữa, hôm bữa ưu tiên cho chú Bio Vampire hơn Rồi trận này và một trận nữa thì chúng ta lấy rương nha, để xem thử là mở rương ra có ngon hay không Tại vì đây đều là những trận thua hết các bạn ạ Và như mình đã nói thì mình để ý những trận thua thì thường thường ra que hay ngon lắm Rồi trận cuối Ngọc tím nè Anh treo nè Ngôi sao nè à, Mấy con này một một sao lễ té lễ té cho vui đó các bạn đội hình nó lẻ tẻ như thế này thì à, uh, chừng mà các bạn đi 6 v 6 đánh 6 v 6 thì nó cũng có cái lợi là độ hình thấp thì cả mấy con này gánh độ hình mạnh thì cả mấy con năm sao gánh rồi ok đủ đủ mấy trận rồi giờ thoát game vào lại thôi đây, Dragon City. Hey, dragon city được cái thốt kim vào lại nó không có hiện mấy cái bảng nữa bạn khỏi mấy công nhấn lâu rồi chuẩn bị chơi đặc biệt sự kiện này rồi các bạn ạ à. sự kiện giữa hai con rồng à, một con là cái gì Spirit này một con là score này hai con với hai cái quả rồi ok chúng ta vào nhận quà luôn đấy rồi lấy que nào các bạn Rồi cù bắp các bạn Mở được 4 mảnh Animal thôi Rồi ok Và video đến đây là kết thúc nha Chào tạm biệt các bạn